Thì là hôm nay là mình đang có mặt là tại nhà bố vợ mình nhé. Thì đây hôm nay mình vào thì là thấy bố vợ đang làm cái món là da trâu khô nhá. À, cái da trâu sấy, da trâu là treo gác bếp. Lúc ấy còn tươi thì bây giờ là lấy về sấy khô ấy, treo gác bếp rồi. Bây giờ là phải ninh ninh cho nó mềm mềm bở ra ấy, xong rồi cạo đi đấy. Mới bắt đầu ninh. Cạo đi bắt đầu mới bắt đầu lại ninh tiếp nhá. Đây chỉ là ninh gọi là để nó hết những cái lớp bụi bám vào nó nở ra ấy. Thì mình thứ nhất là cạo sạch cái này đi đây. Một lúc cạo cái này đi xém màu vàng đi luôn. Xong là mình lại ninh mềm hầm đi nhá. Với lại là mẻ. Mình sẽ lấy mẻ về chấm lá sâu sâu nhá. Chắc mọi chỗ là không có đâu nhưng trên mình là trên là núi ấy, nên là hay ăn cái lá sau sau vào cái đầu mùa đầu tháng giêng bắt đầu lá là mọc ấy, chồi xuân bắt đầu mọc ấy. Đấy, sau khi là ninh bở ra nhá thì là bắt đầu cạo đi. Lông sạch hết rồi đó, ruột lợn này ấy. Đấy nhá, bây giờ là đang hiện tại là chỉ cạo đi đây nhá, một lúc thì mình sẽ thái nó mỏng ra nhá. Đấy, để thái được cái da trâu này nhá, mình phải là có một con dao thật sắc thì mới được nhá. Đây mình phải mài con dao này thật sắc vào. Thế em Cường tí nữa có ăn không Cường? Ừ? Ở ý ông em nhỉ hả em ơi chơi về bán nhỉ? Về rồi. Ninh ký cái này thái thì nó vẫn dễ hơn, cứ để cứng lắm thì nó lại chặt kia kiểu kia khó lắm. Chặt tay mà. Chặt tay không hết.
chơi con gà. Đây là cái này là rượu tỏi, rượu ngâm tỏi đây. Thế nhá, cái nào mà chưa kịp ninh mềm ý, thì là nó cứng như thế này đấy, phải chặt đấy nhá. Đây nhá, thì gia vị mình cho xuống là có gừng nhá, gừng với riềng này. Đây là gừng này. Vỏ quýt, vỏ quýt khô à. Trái bia mà không ăn được khoai vào nó không như nào. Thế này rồi ăn chả. Cái này mình cho nước ăn đây. Để đây cái thìa sạch các kiểu. Không để cho nước. Con nuôi mẻ không thành bao giờ. Đấy. Thì mẹ trắng bút này là gì đây? Chắc tí lấy một ít về nhà để có cái lọ mới đấy. Cái này thì khoảng nếu mà mùa khô còn cho thả xuống ít cháo nóng mà nó để nó mới nhanh mà nó phát được nhanh mà mấy bữa này chảo yếu leo leo mùa khô mưa ổn nó thiệt lắm. Tao chỉ lấy con hạt đấy. Thằng này được chưa? Tí còn phi mẻ phát nữa vá. Còn không phi, không phi nữa đúng à? Thế om cái này luôn à? Không phi nữa mà. Không có rượu là thằng này. Đổ mớ xuống là bắt lên nồi này. Nồi cũng đấu khí. Cái này để phi mẻ à? Đây nhá, sau khi là mình ướp các kiểu gia vị xong ấy, mình cho lên bếp củi để ninh nhá. Cái này phải nâng ninh bằng bếp củi thì mới được nhanh. Còn bếp ga thì đun lâu lắm. Bởi vì mình bếp ga gia đình ấy, không phải bếp ga công nghiệp. Bố Trạch. Cho mỡ xuống. Cho mỡ xuống. Mỡ vuông cho mỡ xuống. Đâu để bố mỡ vuông cho ông chứ con. Đây, cái này là loại này là ăn rất nhiều mỡ nhá, nên là phải cho nhiều mỡ xuống một chút. Được. Đẩy xuống một tí nó khô rồi. Đó tao tháo vô xong rồi vẫn chắc lắm đâu. Cái lá chắc thì cây luôn rồi lâu lắm. Đây một lúc là sẽ là cái da trâu kia thì mình sẽ ăn với là cái lá sau sau này nhá. Đây này. Đấy. Cái lá này là chỉ ở trên mình mới có đây, trên Lạng Sơn mới có đây nhá, trên các vùng khác là không có cây này đâu. Và trên Lạng Sơn tùy từng chỗ mới có đây nhá.
còn những khu vực xa xa giáp khu vực bên Bắc Giang nó kiểu thì là lại cũng không có rồi. Ăn với sau sau với món rau sống này. Đấy. Đây nha, đun được một lúc thì ngấm gia vị mình cho bia xuống nhá. Bia là bia tàu, bia tàu đây, không phải bia Trung Quốc đâu. Đấy, trên mình là giáp biên ấy, nên là hay dùng cái bia này đấy, bia liên quan, bia của Trung Quốc ấy. Các chỗ mọi người ít có lắm. Sau khi là cho bia xuống nhà mình đợi khi nào Ninh tới dừ đi nhá. Ninh tới mềm đi một lúc ăn là tuyệt vời đấy các bạn. Đây nhá, thì là cái lá sau sau kia thì mình sẽ chậm rang thêm ít mẻ, cái mẻ chua đấy. Thì để cho thơm và ngon ấy thì mình sẽ cho một ít tỏi để rang cho nó thơm nhá. Rang khi tỏi thơm lên đi thì mình bắt đầu cho mẻ xuống. Đây, đây cái mẻ chua đây. Rang mẻ thì cho các loại gia vị mà muốn mình chín xuống hết nhá. Đấy thì mình sẽ cho là một canh, mình chín. Canh mình chín. Sau này thì ăn là nhiều mẻ. Ăn nhiều cái nhiều mình chín một canh, ăn mặn một chút. Sau khi là cái mẻ vàng nhá, mình sẽ cho một chút nước xuống nhá. Để khi cái mẻ vàng thì phải cho là nước xuống. Nó đặc quá thì cho lên nồi lẩu sẽ cháy. Thế hiện đây còn có 2-3 khúc đây nhá. Còn có 3 khúc là treo các bếp ở đây nhá. Đây, đây. Đây còn có một miếng thịt lợn là được gọi là 2 năm rồi đấy. Năm nay năm thứ 2 rồi đấy. Này. Khúc thịt lợn này. Đây nhá, thì là sau khoảng một thời gian ninh thì là bắt đầu mềm dần đấy, thì mình bắt đầu là lấy lên để ăn dần đấy nhá. Còn cái phần trong này thì mình cứ để trong đấy để cho nó nóng, để trong nồi cạn cháy hết, để trong nồi cho nóng thêm đấy, cứ lấy ăn đến đâu lấy đến đấy thôi, để cho nó mềm dừ thêm chút nữa. Đây nha, bây giờ là mình bắt đầu là ăn đây nhá. Đó, đây là cái nồi để chấm sau sau đây. Nồi mẻ. Đây còn có cái rau này gọi là rau cứt gà nhá. Rau cứt gà ở trên đồi. Toàn đồ trên đồi đây, trên rừng đây. Còn đây là cái giá trâu đây, lúc đấy mình làm đây. Giờ mình mời mọi người ăn nhá. Đây. Trên mình hay uống rượu là cốc đây, lười rót đấy. Mà đằng nào cũng uống thì uống mà cốc được với bố. Chuột. Chuột 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 bạc chưa bằng cân thôi. Với nhau đi. Đấy. Đó, không chết. Bóng vậy. Nhắm mắt. Thôi bóng kêu à. Bất cứ nước kêu. Bất nắng kêu cái này lỗ hơn. Cái này là những con này. Cái hắn nó bất sát kêu bình thường nhau. Nằm lên nhá. Đồ gì món này nhá. Đấy, phòng mình là châu nhá.
Cái này là con ngài nó ác thì không con mày con ngài con mà chậm nó bị chìm ngay tay nữa biết đấy nha đấy không nghe mất cắp đi thôi nha, thì mình cũng xin là kết thúc cái video ở đây nhá, thì để là cơm cùng gia đình và các ông các chú ở đây nhé. Thì nếu mà mọi người thấy cái video này hay thì là hãy đăng ký video, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Chào mọi người nhé.